Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Randy Orton Series Royal Rumble 2010. Mô hình này mình đã quy hợp và đã trưng bày trong tủ kiến. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn. Mô hình WWE Randy Orton Series Royal Rumble 2010 gồm có một mô hình Randy Orton không đi kèm phụ kiện. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Randy Orton là một trong những superstar được yêu thích nhất mọi thời đại của WWE và hiện Randy Orton đã 13 lần World Champion và cũng là một trong những WWE Superstar Grand Slam Champions, một thành tích rất ấn tượng của The Viper Randy Orton. Mô hình WWE Randy Orton Series Royal Rumble 2010 được thực hiện dựa trên trang phục của Randy Orton thi đấu ở sự kiện WWE Royal Rumble năm 2009. Ở sự kiện WWE Royal Rumble năm 2009 thì Randy Orton đã là superstar giành chiến thắng trong trận đấu 30 Superstar Royal Rumble Match. Mô hình Randy Orton được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Randy Orton được thiết kế rất đẹp ở mặt trước. Mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Randy Orton được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Randy Orton. Với mái tóc được hất sát và được thiết kế màu nâu rất đẹp và đặc trưng của Randy Orton. Mái tóc rất đẹp của Randy Orton. Head scan rất đẹp của Randy Orton. Trang phục của Randy Orton được thiết kế với tông màu đen và màu tím làm chủ đạo, với băng cổ tay trái và phải được thiết kế với tông màu đen. Hai bàn tay của Randy Orton, bàn tay bên trái được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ hẹp, và bàn tay bên phải được thiết kế là dạng bàn tay nắm lại. Quần của Randy Orton được thiết kế với tông màu đen. Bên hông phải và trái của quần, chúng ta sẽ thấy có thiết kế hoa văn được thiết kế với tông màu tím trên nền màu đen, rất đẹp và chi tiết. Đây các bạn. Và đây. Ở mặt sau của quần được thiết kế với tông màu đen và có tên Orton được thiết kế với tông màu tím trên nền màu đen, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Quần của Randy Orton được thiết kế rất đẹp. Hai băng chân màu đen. Giày đen, dây giày được thiết kế màu đen. Giày của Randy Orton được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Trên cánh tay phải của Randy Orton, chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình xăm rất chi tiết của Randy Orton. Đây các bạn. Và đây, trên cánh tay trái của Randy Orton cũng được thiết kế hình xăm rất chi tiết. Đây các bạn. Và đây. Và ở sau lưng của Randy Orton, chúng ta sẽ thấy cũng có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết. Đây các bạn. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được.
bàn tay chúng ta có thể xây được. Khớp hông chúng ta có thể xây được. Khớp chân chúng ta có thể để lại phía trước. Để lên phía trước. Để xuống, để xuống. Để ra phía sau. Để ra phía sau. Để xuống, để xuống. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Randy Orton là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của The Viper Randy Orton. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Randy Orton Series Royal Rumble 2010. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.